Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì ADU ấy nó là một trong những cái mà thiết bị cũng rất là hay dùng trong các cái tòa nhà thương mại, các cái tòa nhà lớn. Đấy thì nó có một cái vấn đề mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái tốc độ hoạt động của cái động cơ này. Thì như chúng ta đã biết thì một số cái dòng ADU nhé các bạn nhé, thì nó không phải là hoạt động theo tần số là 50 Hz, mà ở đây nó hoạt động đây như các bạn nhìn thấy trên cái nameplate của nó đây, thì đấy các bạn có thể nhìn thấy là cái tốc độ, tức là cái motor knock normal speed là nó là 973, tuy nhiên cái fan operation speed thì nó lại là 1106. Như vậy có nghĩa là với cái động cơ này thì cái tần số danh định của nó là 50 Hz, đúng không ạ? Thế còn cái tần số mà hoạt động của nó thì nó lại trên 50 Hz, nó không phải là 50 Hz các bạn nhé. Thì chính vì thế mà nó mới sinh ra một cái thiết bị mà để điều khiển cho cái động cơ này nó hoạt động theo cái tốc độ mà nominal gọi là cái fan operation speed này, cái tốc độ hoạt động này đấy là 1106 vòng phút. Đấy thì trước đây thì nó có cái quy đổi ở trong cái bản thân trong cái catalog, thì nó sẽ có cái quy đổi cái tốc độ này thì nó sẽ hoạt động với tần số 30 Hz. Đấy và cái biến tần nó sẽ cài như thế nào thì bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng tôi đi để cài cái biến tần của cái để mà phục vụ cho cái động cơ này nhá. Đây chính là cái dòng biến tần để mà nó hoạt động cho, nó chạy cho cái động cơ vừa rồi các bạn ấy. Thì ở đây á, trước đây á, thì nó là cái dòng SID2, nó là cái dòng khác. Đấy, nó là cái dòng đây các bạn này. Đây nha các bạn nhé, đây là cái dòng biến tần trước kia của nó này. Đây các bạn này. Đấy, thì đấy, với cái dòng này á, thì chúng ta cài đặt là nó dựa trên tần số và nó quy đổi cho tốc độ. Đấy, nhưng mà cái dòng mới này thì nó cũng như thế. Tuy nhiên ấy, thì cái cách cài đặt nó lại khác so với cái dòng kia nha. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt tần số mong muốn để mà chạy theo tốc độ. Đấy, cài tần số nhé, để mà chạy cho nó đúng với cái tốc độ ở trên kia. Đấy thì chúng ta sẽ cài bằng máy tính các bạn nhé. Thì ở đây nó có một cái jack đây. Đây cái jack của nó đây các bạn này. Đấy, cái jack của nó là jack mini USB này. Còn đầu kia thì nó là USB cắm vào máy tính đây. Đây chính là con laptop mà chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ đi cài đặt nó nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt cho con biến tần này nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên đấy, chúng ta phải chạy cái phần mềm starter này lên này. Đấy. Đấy, sau khi mà phần mềm nó đã chạy lên rồi thì chúng ta sẽ tạo một cái dự án mới nhé. Mình sẽ đóng cái dự án này lại. Đóng dự án lại. Đấy thì các cái bước tạo dự án mới thì đây các bạn vào New Project và chọn cái vị trí lưu rồi sau đó thì chọn nhá. Thì đây mình có sẵn một cái project của nó rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra này. Đấy thì cái project của nó là con 30.4 đây rồi. Thì chúng ta mở lên. Đấy sau khi mà mở cái project lên thì nó sẽ có một cái list. Khi nó chưa có cái list này các bạn nhé, thì các bạn kích vào chỗ này G120 này. Đấy, tuy nhiên ấy thì để mình kéo cái này xuống một chút này. Đấy. Thì đây nó đang ở cái chế độ offline mode này. Để chúng ta online lên bằng cái nút này nhá. Đấy, online. Đấy thì nó gọi hỏi cái gì các bạn cứ giết thôi. Đấy, của mình thì nó không hỏi gì vì là mình đã thao tác trước rồi. Thì sau khi mà chúng ta có cái nó đang online có nghĩa là bây giờ
tất cả các cái mà chúng ta chỉnh sửa ấy, thì nó đã, tức là chúng ta chỉnh ở đây nhá, thì ở trên biến tần nó sẽ hiển thị ở trên kia luôn. Đấy, các cái tham số nó sẽ thay đổi luôn. Đấy thì chúng ta để mà chỉnh tất cả các tham số ở trên biến tần ra vào XSplit nhá. Nó sẽ ra cái list này. Đấy. Thì như lúc trước mình đã nói thì cái con biến tần vừa rồi, cái con động cơ vừa rồi nó sẽ làm việc ở cái tần số là 57 Hz và tốc độ của nó là 1106 vòng phút nhé. Còn tốc độ danh định của nó là 973. Đấy thì đầu tiên đối với cái dòng biến tần này nhá, thì chúng ta sẽ cài ở trước khi cài đặt cái tham số của động cơ á, tức là cái tần số chạy cũng như là cái tốc độ bình thường của động cơ, thì chúng ta sẽ phải vào cái Quick Commissioning này nhá. Chúng ta sẽ chọn ở cái tham số P10 này này. Chúng ta chọn Quick Commissioning để chúng ta thay đổi cái động cơ, nếu không nó báo lỗi các bạn nhé. Đấy thì chúng ta vào đầu tiên đấy, cái tham số đầu tiên chúng ta cần chú ý đó chính là cái tham số về động cơ nhá. Đó chính là cái Rate Motor Frequency này. Thì chúng ta cứ đổi nó thành đấy là 57 Hz, cái tần số theo cái catalog các bạn nhé, 57 Hz. Thì khi mà có cái động cơ này chúng ta sẽ nhập vào 57 Hz và cái tham số này nhá, 1470 là cái tham số cũ, tham số mặc định của nó. Thì cái tham số P311 này này, nó chính là cái tốc độ mà các bạn vừa nãy nhìn thấy, đó chính là chúng ta để là 1106. Đấy các bạn nhá. Đấy thì khi mà cái này nó lên 1106 này. Đấy thì chúng ta sẽ cài đặt thêm cái tham số nữa, đó là cái tham số 1080 này. Đây rồi, 1080 đây rồi. Đấy, 1080 thì nó là cái tần số, cái tốc độ mà AD, nó là cái tốc độ mà min nhé. Ví dụ các bạn muốn mà khi mà không có tín hiệu analog nó sẽ chạy, tức là bật lên cái nó sẽ chạy với cái tốc độ này. Thì chúng ta căn căn như này nó chạy khoảng 1 phần 3 đúng không ạ? Tức là 1 phần 3 thì nó rơi vào khoảng độ gần 20 Hz đấy. Của 1000 đúng không? 1000, 1 phần 3 mà. Đấy khoảng gần 1000. Thì cái tốc độ max này này, nó sẽ để là 1140. Bởi vì sao nó lại để 1140? Bởi vì bản thân cái tần số này này là nó đang có cái tần số trượt. Tức là nó có cái gọi là trượt tần số giữa cái tốc độ mà của biến tần nó xuất ra với cái tốc độ thực của động cơ, thì nó đang bị lệch nhau một chút, bởi vì cái tham số này nó sẽ tự nhảy như các bạn nhé. Khi mà các bạn nhập cái thông số vào trên động cơ thì cái này nó sẽ tự nhảy. Đấy. Và một cái thông số nữa chúng ta cần phải cài đặt, đó chính là cái tham số 2000. Các bạn nhớ cho mình P2000 đây. P2000 thì nó là cái tham số mà quy đổi tương đương giữa cái tần số và cái tốc độ. Thì các bạn đặt cho mình thành cái mà vừa mới xong nó nhảy lên đấy, tức là 1140. Nó nhảy ở cái 1082 nhá, 1140. Đấy. Thì bây giờ sau khi mà cài đặt xong hai ba cái tham số này. Đấy, và còn một cái tham số nữa, nó chính là cái mà chúng ta có thể cài có thể không nhá. Đó chính là cái tham số mà max của động cơ ấy. Tức là cho nó phép nó chạy tối đa của cái tốc độ này nhá. Thì bình thường nó để là không đúng không? Chúng ta có thể cài đặt lại cái tham số này bằng cái tham số max mà muốn chạy. Ví dụ như là động cơ chúng ta có thể là chạy bình thường ở 1106 chẳng hạn. Chúng ta cho nó tối đa lên thành ví dụ 1120 chẳng hạn, hay 11 bao nhiêu đấy. Nhưng 1120 thì nó lại dưới cái mức mà chúng ta cài đặt đó. Thì chúng ta có thể để là cao hơn. Thì con này nó chạy với 57 Hz thì nó sẽ chạy 1106, nhưng mà thật ra nó phải là 1140 các bạn nhé. Vì nó có cái tần số trượt. Thì bản thân cái biến tần này, đã giải thích qua các bạn là bản thân biến tần này nó đã có cái sự tính toán này. Bởi vì chúng ta nhập cái tốc độ danh định của động cơ vào nhá. Đấy thì khi chúng ta nhập là 1106 đúng không? Thì bản thân tự nó sẽ đưa ra cái sự cái tính toán. Đấy, trong cái phần mềm phần của nó sẽ tự đưa ra cái tính toán để mà chạy cái tần số max ở 1080 này này.
1080 này nó sẽ đưa ra là 1140. Đấy thì chúng ta không cần phải thay đổi cái tham số này. Và tí tôi sẽ chạy để chứng minh các bạn thấy là như thế này thì nó mới chạy được lên cái tần số là 57 Hz nhé. Đây, ta biết là đây cài 57 Hz này. Đấy, thì sau khi mà chúng ta cài đặt hết cái tham số vừa rồi, thì cái tham số P10 này, các bạn phải đặt nó về cái ready này nhé, thì bắt đầu nó mới chạy được. Đấy, thì như vậy là cái khâu mà chúng ta cài đặt trên phần mềm nó đã xong. Xong nhá, bây giờ tôi sẽ thử cho nó chạy nhá các bạn nhá. Đây, thử cho nó chạy. Đấy, sau khi cài đặt xong. Đấy, thì cái tần số này nó bắt đầu nó tăng lên. Đấy, thì bản thân đây, đây chính là cái mà tần số nó đang chạy này. Đấy là, à đây là cái tốc độ các bạn này, tốc độ vòng phút nhé. Đó, hiển thị trên miếng tần như này thì ở dưới nó hiển thị như nào thì trên cái bốp kia của miếng tần nó cũng sẽ hiển thị như vậy. Như vậy nó đang chạy được khoảng 10, 15, 13 Hz rồi. Đấy, các bạn sẽ chờ xem nó có lên đúng 57 Hz không, như tôi nói. Thì tùy vào cái thời gian mà chúng ta chỉnh ở cái tham số là đây 1120, tham số là 1120. Thì cái tham số này thì cái công suất biến tần càng lớn thì thông thường người ta để càng lớn, hoặc là theo những cái yêu cầu về thời gian của cái tăng tốc và giảm tốc để đạt tới tốc độ 100% là 57 Hz thì nó mất như này, là để đạt tới cái tốc độ đấy thì nó mất khoảng 90 giây đúng không? Và giảm tốc thì nó mất 150 giây. Thì cái động cơ này rất bon. Đấy thì đây trở lại với các cái tham số mà chúng ta vừa cài đặt. Đấy các bạn thấy là nó đang lên hơn 50 Hz rồi. Đấy vì lúc trước thì chúng ta biết thì nó cài là có 50 Hz thôi. Nhưng mà ở đây là cái tham số của nó là chỉ chạy 57 Hz các bạn. Đấy nó đúng 57 Hz thôi các bạn. Nhưng mà nó không phải là cái 11 nó không, tức là để đạt được cái tốc độ mà để đạt được cái tốc độ này các bạn, 1106 này này. Thì cái moment đưa ra nó phải là tốc độ quay này, này nó đưa ra là 1140 và nó sẽ bị trượt. Thì cái tham số trượt của nó chính là cái đây mình sẽ đây slip slip frequency là cái tham số trượt của nó là khoảng 0,7 Hz. Đấy như cái con này thì nó tức là cái moment động cơ rất là lớn, công suất lớn thì cái độ trượt này nó thấp. Một số con công suất nhỏ thì cái độ trượt nó lại cao hơn. Đấy thì ở đây nhá, nó đang hoạt động đúng theo cái tần số mà chúng ta mong muốn, mà theo cái nhà sản xuất người ta yêu cầu là với cái tốc độ như này, tần số như này thì nó mới đạt được cái lưu lượng của cái thiết bị mà theo như là thiết kế họ đưa ra nhá. Đấy thì qua một vài cái bước chia sẻ như vậy thì hy vọng là các bạn đã có thể cài được cái tần số cũng như là cái tốc độ của một cái động cơ cho nó hoạt động theo như cái ý muốn nhé các bạn nhé. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và chia sẻ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.